cá chốt nha các bạn, cá chốt chiên nha các bạn. Mình muối với muối ớt các bạn ơi. Mình ốp muối ớt, mình chiên. Đây là cải nha các bạn. Cái chốt này cái chốt trâu nha các bạn, chứ không phải cái chốt cái sọc nha. Nè cái người nó không có sọc, cái chốt trâu. Để cho nóng chút nữa các bạn. Mình ốp với muối ớt nha các bạn. Nè, cái muối ớt nè. Cái chốt này kho tiêu ăn cũng ngon đó các bạn, nhưng mà mình kho hoài các bạn ơi. Bây giờ chiên, chiên giòn đó các bạn. Còn 5 con nữa các bạn ơi, chắc chiên ngay chút nữa. Nếu như là chín thì mình gấp ra mình bỏ đi chiên, chiên sao. Dàn các bạn ơi. Gấp rồi. Con nào dàn trước mình gấp trước nha các bạn.
Còn mấy con bỏ vô chiên luôn hết, luôn hết luôn các bạn. Rồi, cá cũng chín rồi các bạn. Cá chốt giòn mình xong rồi các bạn. Bữa nay mình ốp với cái muối nè các bạn, muối ớt nè. Cá chốt chiên giòn, cá chốt uống ốp muối ớt chiên giòn. Mời các bạn ăn cơm nha, cơm trưa các bạn ơi, mời các bạn nha. Giòn. Cái đầu nó giòn. Cái chốt này thò thò nó cạnh cũng ngon các bạn. Bữa đây mình chiên ăn các bạn ơi. Tưởng đầu chiên không ngon chứ, mà ốp cục ngon các bạn. Ốp muối ớt á, ốp với muối ớt các bạn, chiên ngon các bạn. Ngon các bạn ơi, ngon.
không cá chốt này, cá chốt trâu nha các bạn, nó hai loại cá chốt bạn. Còn có cái chốt sọc nữa các bạn. Cái chốt sọc á, cái người nó hai bên nó có sọc nữa các bạn. Đen nè. Còn có chốt mà không có sọc. Ngon các bạn ơi. Thôi video nó dài rồi các bạn ơi. Chia sẻ các bạn chút nữa nha. Chào các bạn nha.